với thủ đoạn là giới thiệu việc làm nhưng thực chất là bán các nạn nhân vào các quán massage. Một đường dây môi giới mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia vừa bị lực lượng biên phòng của tỉnh Long An phối hợp với đoàn đặc nhiệm biên phòng miền Nam cùng công an một số tỉnh thành triệt phá. Dư Tròn 18 tuổi, với mong muốn có việc làm và thu nhập cao nên cô gái này đã lên mạng để tìm việc. Để rồi được một người không quen biết giới thiệu xuống Bến Tre làm việc. Tuy nhiên cô không ngờ rằng đối tượng giúp giới thiệu đã bán cô cho chủ quán massage với giá là 11 triệu đồng. Dạ, dạ mua bé Ngân với giá là 11 triệu. Dạ, xong rồi cái bé Ngân không muốn ở lại làm với em nữa thì em giới thiệu bé Ngân đi với giá là 19 triệu. Ngay sau khi rao bán, cô gái đã được hai đối tượng trú tại tỉnh Đồng Nai mua, rồi sau đó đưa về, hứa là sẽ mua tặng điện thoại, rồi lo cho công ăn việc làm. Tuy nhiên, thực tế lại không phải như vậy. Tôi mua bé Ngân từ Bến Tre tôi trở về Đồng Nai. Tôi giữ bé Ngân ở phòng trọ tôi 2 ngày và sau đó tôi trở lên Mộc Bài. Và Mộc Bài đi được, tôi đã trở qua qua Long An ạ, để cho Ngân qua Campuchia. Mai sang Campuchia để làm gì? Dạ, để bán á. Theo lãnh đạo đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, bộ đội biên phòng tỉnh Long An, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị này đã phát hiện một đường dây giả môi giới việc làm rồi mua bán người ở Việt Nam đưa sang Campuchia, bán cho các công ty cũng như các quán massage và karaoke. Đây là một vụ án có tính chất là quy mô tương đối rộng. Các đối tượng rất là chuyên nghiệp, có sự là cấu kết chặt chẽ với nhau. Hiện tại chúng ta đã giải cứu được một nạn nhân. Bên cạnh đó thì xác định là rất nhiều nạn nhân nữa còn lại chưa được giải cứu. Qua điều tra ban đầu, phần lớn các nạn nhân đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn và số tiền mà các đối tượng bỏ ra mua đều được tính vào tiền nợ cho các nạn nhân. Vì vậy, để thoát ra khỏi thì phải bỏ tiền chuộc, trong khi số tiền hàng chục triệu đồng là vượt quá khả năng, nên họ đành chấp nhận mà không dám bỏ trốn hoặc báo cho gia đình và cơ quan chức năng.